Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 4. Một khi hoạn thư đã nổi giận, nghệ thuật vị nhân sinh, những sự chế tạo của cuộc Âu hóa. Theo lời dặn của bà Phó, 8 giờ sáng hôm ấy, Xuân Tóc Đỏ lảng vảng mãi trước một tiệm thợ may phụ nữ tân thời mà không dám vào hỏi, vì không dám chắc đấy có phải chính là hiệu Âu hóa của bà Văn Minh không. Cái học thức của Xuân Tóc Đỏ chỉ đủ cho nó biên được sổ thợ giặt, chứ chưa đủ để nó đọc những chữ khó đọc như những kiểu chữ tân thời mà những nhà nghệ sĩ chế kiểu hình như để cho không ai đọc được nữa. Lúc ấy người ta đương đóng những chữ tên hiệu, 5 miếng gỗ vuông kỳ quái màu đỏ mới khô sơn còn bị vứt ở thềm hè. Một người thợ loay hoay dựng thang, một thiếu niên xắn tay áo lên một cách rất nghiêm trọng đứng đấy sai bảo người thợ, thỉnh thoảng gắt mắng người này một cách cũng nghiêm trọng chẳng kém. Hiệu may này thật là choáng lộn đặc biệt. Ở tủ kính ngoài cùng có 3 hình nhân tạc bằng gỗ, chính là của Tây Phương gửi sang, giống hệt mỹ nhân Tây Phương, song bị nhà chủ khéo léo đặt lên đầu những mẫu khăn vành dây hoặc búi tóc đen cho có vẻ là phụ nữ Việt Nam. Mỗi chiếc manơ canh ấy phô trương một kiểu áo, nào là áo cổ bành bẻ, cổ tay đuôi tôm để các bà các cô diện phố xá, nào là kiểu đi tắm để các bà các cô khoe cái mỹ thuật về xác thịt tại bờ biển, nào là kiểu quần áo trong phòng ngủ để phụ nữ có những thế lực nhắc nhõm cho chồng hoặc nhân tình đừng có sao nhãng cái nghĩa vụ tối thiêng liêng của những bậc nam nhi. Xuân rón rén lại gần chỗ có mấy chữ gỗ. Nó cố chí cũng không sao hiểu nổi 5 miếng gỗ ấy là những chữ gì. Có một miếng gỗ tròn thủng một lỗ và một miếng vuông thủng 2 lỗ tròn ở giữa, còn 3 miếng nữa thì lại thuộc hình tam giác mà lại cũng có lỗ tròn ở giữa nữa. Cái đó mới quái lạ cho chứ. Theo cái trí não hạ lưu của nó, Xuân Tóc Đỏ từ lúc lên 6 tuổi đã biết rằng cái thẹo mà giữa có một chấm thì chỉ là biểu tượng của một cái vật xấu xa thế mà thôi. Nó đương tủm tỉm cười một cách vô nghĩa lý thì chợt thiếu niên mắng người thợ. Đầu tiên là cái này, không, cái tam giác cơ, khí lắm. Người thợ ngơ ngác hỏi, bẩm tam giác là cái gì ạ? Thiếu niên lại gắt mắng rầm rĩ, còn khỉ, tam giác là cái thẹo, mà cái thẹo thì là chữ A. Người thợ lại cãi, thưa ông, lúc nãy ông bảo cái thẹo là chữ U. Im đi đừng ngu, cái thẹo lộn xuôi thì mới là chữ U, còn cái thẹo chống ngược chính là chữ A. Thợ thuyền gì mà không hiểu một tí mỹ thuật gì cả. Nghe đây này, trước nhất anh đóng cho tôi cái thẹo lộn ngược, rồi đến cái thẹo lộn xuôi, thế là AU tức là Âu. Rồi thì đến cái miếng gỗ vuông có 2 lỗ thủng là chữ H, rồi đến miếng gỗ tròn thủng giữa là chữ O, rồi lại đến cái thẹo lộn ngược là chữ A tức là hóa. Nghĩa là cửa hiệu Âu hóa, có thế thôi mà phải dặn đi dặn lại mãi. Thợ viết thuyền ngu như lợn. Xuân Tóc Đỏ vừa sung sướng vì đã tìm thấy chỗ hẹn, vừa bất bình ở chỗ bị mắng một cách gián tiếp là đồ ngu. Nó lẩm bẩm, mẹ kiếp, chữ lại với chả nghĩa. Nhưng nó lại phải để ý ngay đến một thiếu niên khác, âu phục kiểu đi trèo núi, vừa đến chào thiếu niên trông nom Việt đặc bán hiệu kia. Hai người bắt tay nhau, tiếng Tây ngậu xị cả phố. Trời ơi, cái óc mỹ thuật của bình dân Việt Nam thật là thảm hại. Nói chuyện mỹ thuật với dân Việt Nam thì thật là phí lời. Không không, ngài là nhà báo, ngài phải nâng bình dân lên cái nghĩa vụ hiểu biết mỹ thuật mới được. Tôi là một nhà mỹ thuật, tôi đã hy sinh cả một cuộc đời của tôi rồi. Thiết tưởng ảnh hưởng của ngài trong dân gian đã cũng phổ cập đấy chứ. Chưa đủ, còn phải làm việc nữa. Dân ta là một dân tộc lười biếng, không chịu suy xét, không muốn tìm mà hiểu những cái khó hiểu của mỹ thuật. Cho nên sức hoạt động của tôi chỉ bành trướng được có chừng. Vậy mà mỹ thuật càng khó hiểu bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Thí dụ như ở Ý Đại Lợi và Đức Ý Chí, những nhà danh họa được tôn lên làm thần thánh chỉ vì có những bức tranh nguệch ngoạc khó hiểu. Những bức họa mà công chúng không hiểu gì là đẹp cả, nhưng mà công chúng cứ công nhận là những kỳ công kiệt tác. Đến nỗi Mussolini và Hitler cũng phải ghen ghét. Lúc lên ngôi độc tài thì việc thứ nhất đem bỏ tù tác giả những kỳ công ấy. Mãi cho đến lúc bao giờ hai ngài hiểu được mỹ thuật thì thôi. Đấy, ngài xem, bao giờ dân ta mới đến trình độ ấy? Bao giờ bọn nghệ sĩ chúng tôi bị bỏ tù như thế? Chao ôi, ôi chao ôi, bà nói đúng quá. Các thiếu nữ bây giờ ăn mặc tợn hơn các mẹ Tây khi xưa. Thật là tân thời, thật là đĩ thỏa. Chao ôi, họ cướp mất hạnh phúc của tôi. Họ đẹp hơn tôi, họ quyến rũ ông Hàn nhà tôi. Bây giờ tôi biết làm thế nào? Bà chu chéo như sắp cãi nhau với ai, khiến Văn Minh phải xua tay. Ấy chết, bà đừng nóng nảy như thế. Ông Hàn nhà tôi đêm nào cũng đi theo bọn gái mới, thì tôi biết làm thế nào khi chứ hả rời? Thưa bà, cái đó rất dễ. Bà chỉ việc ăn vận như họ. Phải. Ồ là tôi cũng ăn mặc tân thời, mặc cho thiên hạ sẽ gọi tôi là con đĩ già. Chỉ tại bà, các bà, chú hiệu thợ may, các bà đầu têu ra mà thôi. Bà Văn Minh sau vai mà rằng, thưa bà, chúng tôi chỉ tiến theo luật tiến hóa chung của xã hội. Giữa buổi cách tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi. Bà có biết rằng từ khi chúng tôi mở cửa hiệu này ra thì đã bao nhiêu người được cứu vớt, tìm thấy lòng yêu của chồng, lại được hưởng hạnh phúc gia đình rồi đó không? Thưa bà, thế thì tôi xin mày ngay một bộ nào tân thời nhất, mà xin bà đừng tính cao giá quá. Vâng, mời bà đi xem các kiểu áo. Bà chủ đưa bà khách đi điểm binh các mannequin một lượt. Đây, tiệm may chúng tôi có rất nhiều kiểu, toàn do những sinh viên mỹ thuật có danh tiếng chế tạo ra cả. Đây, bà cứ xem những biển đề ở trong tường là rõ nghĩa lý của từng bộ y phục một. Đây là bộ lời hứa, nghĩa là để cho thiếu nữ nào mặc bộ ấy có thể như hứa với bạn lòng một cuộc hẹn vậy. Đây là bộ chiếm lòng, mặc bộ ấy thì ta đã nắm vận mệnh bọn nam nhi trong tay ta. Đây là bộ ngây thơ, đây là bộ dậy thì, toàn cho gái mới nhớn. Từ đây vào là của các bà thiếu phụ, các bậc nội tướng. Thưa bà, đây là bộ nữ quyền, của người đàn bà lúc nào cũng đừng chồng kiếp sợ. Còn đây là bộ kiên trinh, cho những vị quả phụ nhất quyết ở vẹn thờ chồng. Và đây là bộ lưỡng lự, cho những đàn bà quá chồng mà không biết nên thủ tiết hay là thôi. Còn đây, bộ y phục tân thời nhất, vừa chế tạo ra được mấy hôm nay thôi. Chúng tôi chưa kịp kẻ bảng, nhưng đã nhất định đặt là chinh phục. Nghĩa là có bộ y phục này thì ai cũng phải say mê bà, dù là cả đến chồng bà. Hai người đứng trước một bộ quần áo táo tợn, vì may bằng thứ sa mỏng dính màu đen. Bên trong cái quần và cái áo chỉ có cái cóc xê và cái quần đùi đen thôi. Nên chi cái người đàn bà gỗ tuyệt đẹp ấy để lộ cả một nửa ngực trên, cả hai cánh tay, và từ hai bên vẹn trở xuống, trông cũng rõ mồn một. Trong khi bà Văn Minh lộ vẻ đắc chí, thì bà khách bĩu môi đứng lặng im hồi lâu mới nói, mặc bộ này thì có coi lắm. Lúc ấy nhà mỹ thuật và nhà làm báo cũng đến nghe ngóng. Ông nhà báo nói ngay, dễ coi lắm thưa bà. Nếu bà mặc bộ này thì không còn một người đàn ông nào lại không chạy theo bà như chạy theo những cô gái ngây thơ. Nhà mỹ thuật thêm, chinh phục, tôi đã phải đặt tên là chinh phục. Bà khác lại nói: quần với áo mà đến thế thì chả còn che đậy gì được mấy tí. Nhà mỹ thuật lại cãi: thưa bà, những nguyên tắc về y phục đã thay đổi. Chúng tôi mà có chế ra kiểu này cũng là vì theo cái quan niệm y phục của các nhà thợ may lớn ở Tây Phương. Quần áo để tô điểm, để làm tăng sắc đẹp, chứ không phải để che đậy. Bao giờ mà y phục tiến bộ đến cực điểm, đi đến chốn tận mỹ, thì nghĩa là y phục phải không còn che đậy cái gì của người đàn bà nữa. Trước sự hoài nghi của bà khách, bà chủ tán thêm: nếu bà có sợ nó mới quá, thì bà cứ việc chờ những lúc ông Hàn nhà ta sắp đi chơi là bà mặc nó vào rồi đứng soi gương trong nhà, thì cũng đủ cho ông Hàn nhà ta phải mê tơi. Bà khách gật gù: Phải đấy, dễ phải đến thế thì mới có công hiệu. Văn Minh lại nói: thưa bà, hạnh phúc của gia đình có gì là khác nếu nó không là hạnh phúc của vợ chồng. Nếu ái tình đến thời kỳ phai nhạt thì làm thế nào cho vợ chồng có hạnh phúc? Phải lắm. Bởi thế cho nên chúng tôi phải chế thêm cả những kiểu mới và những thứ quần áo lót mình ở bên trong, chứ không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích của bọn đạo đức hủ lậu đâu. Nếu bà lại dùng cả những cái lót mình của hiệu chúng tôi, thì ấy là bà đã biết những bí thuật giữ chồng rất mầu nhiệm. Đâu, xin bà cho chúng tôi xem, chúng tôi may một thẻ vậy. Văn Minh dẫn bà khách quay lại cái tủ kính ở phía sau lưng và dỡ ra một đống những quần đùi, cót xê, áo lót dài, áo lót mình ngắn bằng buộc vú. Đây là cái áo ốm đây là cái quần hãy chờ một phút, đây là cái áo lót hạnh phúc, đây là cái áo cóc xê. Ngừng tay, bà xem, ngoài cửa hàng Âu hóa chúng tôi, làm gì có hiệu nào săn sóc đến hạnh phúc của phái đẹp một cách chu đáo như thế. Bà khách gật đầu lia lịa mà rằng: vâng, tôi xin Âu hóa theo Văn Minh, ăn vận theo tiến bộ, xin gọi phó may lên và cho tôi vào buồng thử. Văn Minh chỉ nhà mỹ thuật: bẩm đây, phó may đây, một nhà tài tử nguyên sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương, để hầu hạ cho cái sắc đẹp của các bà. Nhà mỹ thuật cúi đầu rất thấp mà rằng: xin mời bà đi theo tôi rất được hân hạnh. Rồi hai người vào cái buồng che kín bằng nhung để cho Xuân ngồi ngáp dài. Văn Minh còn cãi nhau với ông nhà báo đá: thưa ông, nếu ông tăng tiền quảng cáo thì quá lắm. Thưa bà, ấy là bà nhầm. Báo của tôi mỗi ngày một tăng độc giả. Cái danh giá của chúng tôi mỗi ngày bị bọn bảo thủ làm cho tiêu đi mất 1 tỷ. Thế là chỉ lợi cho bà, vả lại số người theo mới cứ tăng. Thưa ông, đó là sự tự nhiên, mà có lợi thì lợi cho các ông, chứ cho gì riêng tôi mà ông lại. Không, lợi nhất cho bà và những ai cùng nghề với bà. Ông hô hào đổi mới, người ta theo mới thì lợi cho các ông đã chứ. Không, lợi nhất cho bà, tôi đã nói thế. Ông tưởng thế chứ báo của các ông đã có ảnh hưởng gì? Chắc đâu. Nhà viết báo đến đây sùi bọt mép ra vì tức giận. Không có ảnh hưởng, bà bảo. Thế bà xem xã hội bây giờ tiến hóa đến đâu? Bà có đọc báo hàng ngày đấy không? Bao nhiêu vụ ly dị, bao nhiêu cuộc ngại tình, con gái theo dai đung đung, đàn ông chế vỡ hang lũ, lại vừa có cả một ông huyện treo ấn từ quan để theo một cô gái tân thời. Như thế tôi tưởng là báo chúng tôi có ảnh hưởng quá nữa. Ngày nào cũng có một tiệm khiêu vũ mới mở. Đến đây thì bà Phó Đoan vừa lúc bước vào. Xuân Tóc Đỏ vùng đứng lên. Văn Minh cũng bỏ mặc ông nhà báo đứng đấy với mọi cái ảnh hưởng của tờ báo. Cháu lại gì? À, dì vào đây cho cháu ké hỏi cái này. Bà dì và cô cháu đem nhau ra một góc tận đằng xa. Ông nhà báo cầm mũ ra thẳng với sự giận dữ và sự nhận chân ra cái chân lý. Nghề viết báo là một bạc nghệ. Xuân Tóc Đỏ đi đi lại lại, có vẻ đợi chờ. Dì dặn cái thằng ấy đến đây làm gì thế? À, thế dì đã bảo là để cháu nhận nó giúp việc, thì dì cho xây cái sân quần ở nhà, để dì cháu ta tập mà lại. Vâng, nhưng mà xây sân quần thì cũng phải ít lâu nữa chứ. Ai mượn ngay nó làm gì cho tốn cơm tốn tiền? Bà Phó Đoan ngẩn người ra mà rằng, ừ nhỉ, nhưng mà bắt đợi chờ thì nó chết đói mất. Hồi lâu, bà lại mừng rỡ thì thào vào tay cháu, hay là thế này, trước khi có sân quần, ta hãy như thế, thì không sợ cơm toi, cháu nghĩ sao? Ấy thế là Xuân Tóc Đỏ bắt đầu dự vào cuộc cải cách xã hội.